Chào anh em thợ máy và các bạn. Trước màn hình là chiếc xe 81 mà tôi đã đang sửa chữa đây. Cái vành trước thì tôi làm xong rồi, còn đây là cái vành sau tôi mới vừa với đa nan hoa xong. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết cân vành như thế nào cho nó chuẩn. Mời các bạn chú ý xem các bạn nhé. Thì đây là cái vành mới. Vành mới nhá, và lan mới. Mai ở cũ thì tôi vừa mới đa nan hoa xong. Đa nan hoa thì nếu như quay cả clip đa nan hoa thì nó rất là lâu anh em nhé. Anh em đợi clip sau tôi sẽ quay chi tiết cho bạn nào chưa biết để đa nan hoa như thế nào cho chuẩn. Còn bây giờ cái vành này tôi đa nan hoa xong rồi. Làm như thế nào để khi mà chúng ta đưa lên giá cân một phát là ăn luôn các bạn nhé. Thì đây là nan hoa đa xong rồi. Các bạn lấy cái điểm từ cái lỗ chân van này. Thì các bạn tính từ đây hoặc tính từ đây trở về rồi trở lại các bạn nhé. Các bạn tính từ đây đi. Thì khi lúc đầu nó nóng thì các bạn xoáy cái chân này, chân này, chân này. Ví dụ cái này các bạn xoáy một vòng, cái này cũng xoáy một vòng và cho đến hết. Các bạn nhớ nhá, xoáy cái này một vòng, xoáy cái này một vòng, xoáy cái này một vòng thôi. Khi nào mà các bạn xoáy hết bằng tay, không xoáy được bằng tay nữa các bạn mới đưa lên giá. Và các bạn để ý một điều là như thế này. Các bạn để ý lại, tôi nhắc lại một lần nữa thôi. Thì đây các bạn lấy từ điểm chân lan hoa này. Và các bạn xoáy từng cái một. Từng cái một, đúng chưa ạ? Xoáy làm thế nào để cho tất cả cái nan hoa ở trong cái vành này nó hở ra một cái gen bằng nhau. Đấy. Nói thế cho các bạn dễ hiểu. Và các bạn nhớ rằng các bạn chỉ xoáy bằng tay. Xoáy bằng tay hết vào. Khi mà không xoáy được bằng tay nữa thì các bạn để ý những cái chân này là cái số lượng gen nó còn lại này, đây. Là gần như là nó bằng nhau, tương đương nhau. Đó là mình lấy cái điểm cân trước, cân tròn chuẩn trước các bạn nhá. Như cái này là tôi xoáy bằng tay thôi, tôi mới xoáy bằng tay vào thì là không xoáy bằng tay được nữa các bạn nhá. Bây giờ bắt đầu đưa lên giá cân. Thì đây là tôi đưa lên cái giá để cân rồi các bạn nhá. Đây là làm thế nào để cho nó chuẩn, nó không bị méo, không bị méo sang bên này hoặc không bị méo sang bên kia, hoặc là không bị chóp nón. Thì các bạn quay cái vành này nhé, các bạn để ý nhá. Đây như tôi tả như này cho dễ này, đây là cái rãnh vành tâm luôn. Cái tâm cái vành này, cái chỗ chân lan hoa thẳng này. Các bạn chiếu làm sao cho nó thẳng giữa mirror này luôn. Các bạn chiếu cái chân lan hoa này. Các bạn ngắm làm sao cho nó thẳng với giữa cái sọc của cái mirror này. Chiếu cái chân lan hoa thẳng với cái sọc ở giữa mai ơ này thì nó mới là tâm chuẩn các bạn nhé. Và các bạn ngắm cho mình bên này, các bạn ngắm bên này, các bạn check mắt sang bên này một chút xem nó hở nhiều hay hở ít, và các bạn cũng check sang bên này, các bạn hiểu ý không ạ? Tôi nhắc lại một lần nữa nhé, đây là cái chân lan hoa, các bạn ngắm làm sao cái chân lan hoa này nó thẳng với cái này của Meyer, cái đường giữa tâm Meyer này. Và các bạn ví dụ đây nó là điểm chuẩn rồi, các bạn lấy điểm chuẩn từ đây các bạn kéo xuống. Kéo để vào hai cái chỗ căn cân này. Tiếp theo sau đó các bạn quay. Đấy, các bạn quay đến cái điểm nào mà nó chỗ này nó có khe hở các bạn nhá, chỗ này mà nó có khe hở này thì các bạn kéo cái vế bên này, vế lan hoa bên này nhá. Các bạn để ý này, vế lan hoa bên này, các bạn hình dung ra chưa? Đây, bên này là vế lan hoa bên này đấy, các bạn để ý này, hai vế lan hoa. Thì ví dụ tôi lấy ví dụ như thế này, cái rãnh này nó hở nhiều
Anh em để ý cái rãnh này nó hở nhiều. Đây nha các bạn nhá, ví dụ lấy từ cái điểm có cái chữ này. Từ chữ này là cái hoa này nó ở cái điểm cái chữ này đây. 1 2 3 4 cái này chẳng hạn. Đây. Từ cái điểm chữ này là 1 này, 2 3 4 cái. Mà các bạn quay như này, khoảng giữa nó bị hở ở đây. Thì các bạn kéo ở vế bên này sang. Có nghĩa là từ điểm này, từ điểm này ra điểm này nó bị hở. Nó bị hở nó sang bên kia. Thì các bạn kéo ở vế này, vế bên này nhá. Đây các bạn để ý vế bên này là nó có cái lan hoa này và lan hoa này. Các bạn để ý nó có hai cái này. Nó sang bên vành, nó sang bên kia. Thì các bạn xem cái vế lan hoa nào của bên này, các bạn kéo ở bên này. Và tương tự như bên này, ví dụ bên này nó hở hở sâu như này đúng chưa? Đây nó hở rất sâu này. Thì các bạn tính từ điểm điểm này đi. Tính từ điểm này thì các bạn xem cái vế của bên này, các bạn kéo về bên này để cho nó sát vào cái cân này. Cân là các bạn phải cân hai bên nha các bạn nhá. Đấy, như thế mới là chuẩn. Và các bạn nên nhớ rằng mỗi cái lan hoa này khi đặt vào giá cân rồi, các bạn phải cân hai bên trước. Khi mà các bạn đã ngắm tâm, cái tâm này chuẩn như mình vừa bảo là vào giữa mai ơ đây rồi. Thứ hai nữa là các bạn căn hai bên này nó chuẩn. Đây, bên này và bên này các bạn căn chuẩn rồi, các bạn quay bánh. Không thấy nó xịt rồi bên nào. Tiếp theo nữa, các bạn để ý lại này. Các bạn lấy điểm từ cái chân lan hoa này. À, chân vằn, nội chân vằn, xin lỗi anh em, nội chân vằn. Và bắt đầu từ cái lan hoa này, các bạn xoáy. Cái này xoáy một vòng. Cái này xoắn một vòng, cái này xoắn một vòng và cái này xoắn, tất cả xoắn một vòng. Tiếp tục chưa chặt, lại lấy từ điểm này và cứ xoáy, khi nào nó chặt vào các tay thì mới là được. Các bạn nhá, ví dụ các bạn xoáy từ đây đến đây, các bạn thấy tất cả cái này xoáy lực nó đều nhau. Như khi được từ chỗ này ra trở đi là các bạn thấy, ví dụ cái này nó rất là nỏng, cái này thì hơi chặt, cái này rất nỏng, cái này hơi chặt, thì các bạn không được xoáy chặt ngay. Ví dụ các bạn xoáy đến đây thế lực đều, thấy cái này nó lỏng quá, các bạn xoáy bằng cái này thì là không được. Thì là khi mà các bạn xoáy cái này bằng cái này, nó lại kéo về bên kia mất. Cái lan hoa này là về bên kia, cái này nó chỏng về bên này, nó là về bên này. Tất cả các lan hoa này các bạn xoáy đều, một vòng là một vòng, hai vòng là hai vòng các bạn nhá. Sau đó khi mà xoáy như thế rồi xong, khi xoáy như thế xong rồi, thấy chặt rồi, cả lê thấy chặt rồi, lại phải kiểm tra hai bên này các bạn nhé. Chắc chắn ăn luôn chứ không bao giờ có chuyện là vành đảo. Cái trường hợp tiếp theo các bạn để ý, ví dụ như tôi chỉ cân một bên này thôi, bên này nó đều, tôi chỉ cân một bên này mà tôi không để ý vế bên này. Thì bên này tôi chỉ để ý bên này tôi cân, thì tôi kéo với bên này, kéo với bên này. Thì lan hoa nó, bên này nó rất là căng. Nó căng thì dẫn đến bên kia nó trùng. Bên này trùng thì nó sẽ hình chóp, bên nào trùng thì nó sẽ lồi lên, nó hình chóp nón. Đấy là cái trường hợp mà cân một bên nó sẽ thành chóp nón các bạn nhé. Còn cân đều hai bên như thế này, cái này là nó ngoảnh về phía bên kia, và cái lan hoa này nó ngoảnh về bên này. Các bạn kéo đều, kéo lại cái này kéo một vòng, cái này kéo một vòng. Lúc nào nó cũng đều, không bao giờ có chuyện chóp nón được các bạn nhá. Đấy là cái kỹ thuật cân vành tôi chưa bao giờ chia sẻ lên. Bởi vì trong cái thời gian vừa rồi có rất nhiều người hỏi, nhiều người chưa biết hỏi, còn bạn nào biết rồi thì xin phép là chia sẻ clip giúp mình các bạn nhá. Đấy là cái trường hợp hôm nay là hướng dẫn bạn nào chưa biết cân cái vành như thế nào cho nó chuẩn nhất, một phát ăn luôn các bạn nhá. Clip tôi xin tạm dừng tại đây. Bạn nào đang xem video đừng quên vào đăng ký kênh các bạn nhá, đăng ký kênh để các bạn nhận video sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhá.